Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các lực lượng chức năng đang tập trung cao độ cho nhiệm vụ phòng chống dịch và thực hiện chủ trương giãn cách xã hội. Lợi dụng điều này, một số đối tượng tại địa bàn thị xã Phú Mỹ đã vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Tình trạng phân lô bán nền trên đất nông nghiệp có dấu hiệu manh nha trở lại. Đây là khu đất trồng cây lâu năm tại địa bàn ấp 5 xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, vừa bị chính quyền địa phương buộc phải phá dỡ toàn bộ việc san nền, bó vỉa, cấm cọc phân lô. Khu đất có diện tích hơn 2.000m² của bà Lê Thị Thu. Lợi dụng lúc cơ quan chức năng của địa phương đang tăng cường phòng chống dịch COVID-19, bà Thu đã cho san ủi làm đường nội bộ, bó vỉa, cấm cọc phân lô vào các ngày nghỉ cuối tuần. Ngay khi phát hiện, Ủy ban Nhân dân xã Tóc Tiên đã lập biên bản theo thẩm quyền, đồng thời có văn bản gửi Văn phòng Đăng ký Đất đai thị xã Phú Mỹ để hỗ trợ trích lục thông tin chủ sử dụng đất và cho tạm dừng đăng ký biến động đối với các thửa đất mà bà Lê Thị Thu đứng tên cùng các khu vực liền kề để tránh tình trạng người mua bị lừa. Thì địa phương cũng chỉ đạo các ngành chuyên môn, cán bộ chuyên môn cùng phối hợp với các ngành có liên quan của cấp thị xã xử lý cho nó đúng theo quy định của pháp luật. Đây là trường hợp đầu tiên về phân lô bán nền tại thị xã Phú Mỹ trong giai đoạn chống dịch COVID-19 bị phát hiện và xử lý kịp thời. Phú Mỹ từng là điểm nóng về tình trạng phân lô bán nền trên đất nông nghiệp trong thời gian qua. Vì vậy, để tránh tình trạng các đối tượng lợi dụng thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp để thực hiện các hành vi vi phạm về đất đai xây dựng, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ đã chỉ đạo các địa phương tăng cường quản lý địa bàn song song với nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Thị xã cũng đã chỉ đạo đối với các địa phương và các ngành liên quan của thị xã là phải khẩn trương, phải xử lý kịp thời, gắn với trách nhiệm của các người đứng đầu của các địa phương khác. Nơi nào xảy ra mà không xử lý kịp thời thì trách nhiệm của người đứng đầu của địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban dân thị xã. Lãnh đạo thị xã Phú Mỹ cũng nhấn mạnh các trường hợp vi phạm về xây dựng, giao dịch đất đai đều được thị xã Phú Mỹ xử lý nghiêm ngay khi phát hiện. Mọi cá nhân tổ chức có liên quan cũng bị xử lý theo đúng quy định pháp luật, kiên quyết không để tái diễn tình trạng phân lô bán nền trái phép trên địa bàn.